Ôi, xin, chào, xin chào, tất cả anh em nhé. Trên tay mình đây đang là một cái bẫy bẫy thú lớn, bẫy heo, bẫy sơn dương, bẫy nai, bẫy đỏ, các loại thú lớn đấy. Các loại thú lớn từ 5 kg đổ lên. Đấy. Nếu như mà 5 kg, 10 kg gì đấy khỏi cần chơi cái loại này, được chủ yếu là cái này đánh những cái loại thú lớn vài chục kg đổ lên anh em. Ít nhất nó cũng phải tờ tấm con đỏ, con mang trở lên anh em. Chứ nhỏ quá chơi cái này nó không 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 đáng anh em ạ. Đấy. Cái này gọi là cái khuyết Khuyết tử anh em Khuyết tử Tử nghĩa là chết Và nó đóng chết Khi mà nó dính Thì cái này nó Đấy Khi mà nó rút vào Bình thường thì nó là như thế này đây anh em Đấy bình thường nó là như thế này Khi mà nó dính này Đấy nó dính nó đóng vào rồi Trong quá trình dậy Dậy thì cái cái này nó rút vào này Nó rút nó đóng chết vào Đấy đây, Ví dụ cái tay đây Nó đóng chết vào như thế này gọi là cái khuyết này khuyết tử anh em nhé anh em cứ nghe người ta nói cái 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 thuật ngữ là khuyết tử nó là cái khuyết này này anh em nó có nhiều loại lắm mình có mấy cái phương pháp làm làm khuyết tử cứ hôm nay thì mình giới thiệu cái loại này để anh em tham khảo bữa nào có dịp mình sẽ giới thiệu những cái loại khuyết tử khác Đấy, đây là một loại khuyết tử khuyết tử nghĩa là thuyết khuyết nó sẽ không đóng vàng nó đóng chết luôn nó không có si xây si dịch được nữa gọi là khuyết tử anh em À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm nha anh em nhưng mà cái loại này có ưu điểm nhược điểm thì mình sẽ phân tích trong quá trình mình làm anh em nhé đây đầu tiên thì chúng ta sẽ cuốn cái đầu dây dây cáp bằng dây đồng anh em nhé mình nên sử dụng dây đồng dây thép cũng được nhưng mà nó sẽ nhanh hư anh em ạ đây mình xài lâu năm thì mình sẽ sử dụng dây đồng năm bảy năm thì cũng không sao hết mình cũng quấn tương tự như những cái cách làm trước thôi anh em, cái làm trước mình đã hướng dẫn anh em rất là chi tiết rồi đấy. sẽ cuốn về bắt đầu mình đập nhé Đấy, anh em thấy chưa Đấy, đập xong thì nó sẽ được như vậy rồi xong cuốn bắt đầu đến làm khuyết anh em nhé anh em nhìn này Đấy. để vậy nhá bật nó sang bên này đó uốn một vòng nón dưới nhá nón dưới đó ở dưới vòng dưới vòng lên trên đó nó sẽ được một cái vòng như thế này đấy anh em căn căn sao đừng để cái này nó dài quá mà nó đừng để nó ra chấu này ra ra chỗ đầu này ngoài này quá nhá mình đừng để nó dài quá thì nó vướng đấy. đấy mình vừa nửa nửa tay đây tầm 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 này nó được siết vậy siết cứng vào, Xịt cưng vào. Đấy, khít như thế này em dùng kìm Bấm Bóp chặt nó vào để nó khỏi tuột Đó Sau đó mình kéo lại Đó Sau đó mình kéo lại như thế này nha Đó Mình kéo lại y như thế này Đấy, tầm bằng cái đầu đũa là được đây anh em Sau đó mình xuân cái đầu kia lại Đó, xuân cái ngược cái đầu này lại nhé xuống vào đây. Đó. Thành được một cái uh, thành được một cái thòng. Thòng này mình áp dụng cho được cả bẫy lò xo so và bẫy uh, đặt chân anh em nhé. Bẫy lò xo so và bẫy đặt chân. Bẫy đặt chân với điều kiện thì nó phải uh, cái cần nó phải cực kỳ mạnh anh em nhé. Nói chung là cũng không cần mạnh nhưng mà nó phải chuẩn nó cứng ấy, anh em ạ. Nó giật sao nó giật một phát, phát nó phải thít đại giật sao nó nó mà nó phải 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 có độ cứng độ mạnh ví dụ tầm nhấc được tầm ba bốn cân là thoải mái anh em ạ nhấc được tầm ba bốn cân treo lên được là thoải mái thì khi một một khi mà nó đã đóng cái khuyết này vô rồi ấy, thì mà nó nó giật một hồi mà nó đóng được cái khuyết này mùa đậy nó cứ giật một hồi một hồi một hồi này là cái khuyết này nó sẽ đóng này đấy. Đấy, cái này nó đóng cứng ngắc này không bao giờ cái, cái, cái 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 này nó toát ra được nữa đấy cái này sử dụng bẫy phao thì cũng rất là hiệu quả anh em ạ hoặc là những cái bể cần cần tạm ấy đấy. Để bây giờ tiếp tục nha xong cái chỗ này này nha bắt đầu mình đo đo tầm 80 phân từ cái đầu này này đến đoạn này là dài 80 phân cái vòng này tổng cái vòng này 80 phân anh em nhé nó vẫn giống như những cái cái bẫy kia thôi anh em nhưng mà nó nó khác mỗi cái khoen này là khoen tử khoen khoen cửa tử đây nha Đấy. chiều dài 80 phân mình sẽ tiếp tục mình cuốn bằng dây đồng anh em nhé để mình đo để mình cuốn anh em nhé Rồi, mình đo xong rồi đây mình đã giờ mình cuốn ở cái vị trí 80 phân từ đầu kia lên nhé để nó vòng cái vòng mà cái vòng đạp của nó tầm 80 phân là ok đấy anh em ạ không cần dài không cần không cần quá to lắm đâu to quá thì nó rút chậm không cần thiết Còn chọn một cách mình biết làm sao để cho nó đạp đúng điểm Rồi, sau đó lại tiếp tục đập chắc lắm, rút không được đâu anh em. Đấy, đoạn của đoạn cuối này thì anh em cũng quấn bằng dây đồng tiếp như, như những cái dây khác thôi. Quấn bằng dây đồng rồi để mình mình cột trên cần ấy, mình cột trên cần hoặc là nếu mà anh em sử dụng bẫy lò cho thì khỏi cần cũng được mà. mình bẫy cần ấy thì nên sử dụng anh em ạ, nên cuốn lại cho nó đẹp. Cái bẫy mình nó đẹp để đánh nó cũng sướng. Con heo hay con thú gì nó thấy bẫy đẹp nó cũng thích vào. <laughs> nó chết bởi cái bẫy uh, nào đẹp nó cảm thấy nó vẫn xứng đáng. Đấy sau khi đập xong rồi thì anh em cũng cột uh, y như lúc nãy thôi. Đấy vòng một vòng rồi như thế này nhé, đó dưới này luồn vào luồn dưới luồn dưới luồn vào đó. À. anh em làm quen tay sẽ làm sẽ làm như mình thôi siết ạ Đó. bóp cho nó phạt à. kéo nó vô đấy cái này để cột cần anh em để cột cần đấy cột cần thôi rồi cái dây bẫy hoàn thành rồi anh em đó cái này thì ưu điểm của nó là nhanh anh em ạ làm làm thì rất là nhanh nhưng mà cái nhược điểm của nó là phải cần mạnh anh em cần phải mạnh nha cần mà yếu yếu tí là vút đuôi đấy tại vì cần mạnh thì nó mới đủ lực nó rút rút chân con con thú nhanh được anh em ạ đấy nhưng mà nó cũng không phải là không nhạy đâu anh em nhé đó đấy. đấy, rút rút mạnh rút ok là siết được đấy, đấy bây giờ mình sẽ thử thử là ví dụ như cái cây này là cái chân của con con heo nó dính bẫy anh em nhé Đấy. thì mình để cho anh em xem được cái nguyên lý của nó khi mà nó dính bẫy nhé Đó. khi nếu mình dính bẫy thì nó sẽ sổ nó sổ Đó, nó sổ càng sổ càng sổ dần Đấy. Đó, anh em thấy chưa? Càng sổ càng kéo nhiều nhé. À, mà sức mạnh của nó kéo còn ác hơn mình nhiều anh em ạ <laughs> Đó. mình kéo sơ sơ rồi đấy anh em đấy nó sẽ đóng là như vậy đấy anh em Đó. nhưng mà cái sức mạnh của con heo nó kéo rất là khủng khiếp anh em nó kéo rồi nó cuốn rồi nó siết cứng như này lại như đôi khi cái này nhiều khi là không dùng tay không là khó mà bứt ra được anh em ạ mình phải dùng kìm để mình bấm ra anh em Đó cái tay không là khó nó mà ra rồi anh em Còn này tay mình yếu mình sao mình giật được như nó đấy, Nhưng mà nó đóng vào nó khó rất khó ra anh em nhé đấy. Như thế này thì khi ví dụ như uh, Mình dùng phao này Mình bẫy mình dùng phao hoặc là cái cần là gãy này Nhiều nhiều người bẫy đỉnh cao ấy là Người ta để cho cần gãy luôn đó là Người ta sử dụng cái loại khuyết này này anh em Để cho cần gãy nó nôi đi Nó sẽ không bứt được cái dây nó không bứt được cái dây nó nôi đi nó mệt mà nó vướng thì nó mệt rồi không đủ sức để nó gứt đứt cái dây nữa đó. là nó là cái chiếc bẫy này này anh em đó đây. bẫy nó đóng vào nhiều ca nhiều hôm mình dính là phải dùng kìm để bấm những cái này đi chứ còn tay không là không không bứt được cái chỗ này đây anh em ạ cái chỗ này nó siết hơn này chỗ này này nó siết cứng mà siết cứng chỗ này này dây này, sợi dây nó không chạy được gì luôn nó còn toán vào tùm lum tàn hà nữa Ui rất là chắc anh em ạ. Này, với điều kiện anh em phải sử dụng cái cần rất là cứng nhá cần phải ít nhất phải à, tệ lắm là phải 3 ký nhất nên anh em nhấc treo lồng nặng phải 3kg là tệ lắm rồi đó, 3kg là được. Còn với cần yếu quá thì cái lực rút của nó không có đủ đủ rút mạnh đâu anh em. Tại vì cái này là nó không đầu tiên nó vô ý là nó không ôm được, nó không có cái độ độ khớp ấy. Nó không có khớp nhiều như cái loại khen khoen thì nó sẽ không ôm nó không ôm cứng ngắc được liền đâu anh em lại nó vẫn có độ độ bượt ra chứ còn nếu mà bằng khuyết ý, thì nó nó ôm cứng ngắc hơn thì cái cần nhẹ nhẹ tí nó vẫn ôm được và loại này thì nó trơn nó trơn hơn thì buộc lòng phải cần phải cứng giật mạnh ý là cần phải mạnh này. cần mạnh để sao cho nó ôm đóng cứng được bắt đầu nó giật một hồi là nó đóng cái khuyết này vô thì cho cái cần gãy thoải mái hoặc là mình dùng phao cần cần chắc chắc tí là mình dùng phao mình dùng phao cho nó nôi cái này đi là không bao giờ nó bung ra được anh em nhé đây, đây là cái một cái khuyết mình giới thiệu để anh em chúc anh em làm thành công anh em nhé